Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu qua những cái nét căn bản về nghiệp, và chúng ta cũng đã tìm hiểu, học hỏi trong bài kinh gọi là bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Tức là nơi đây đó là Đức Phật giảng về cái nghiệp một cách tổng quát. Chúng ta sang tới cái bài thứ hai là Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt, tức là cái bài kinh mà Đức Phật giảng về nghiệp thì có đi vào chi tiết hơn, cho nên là nói là cái chữ đại. Thì lần trước chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về cái xuất xứ của cái bài kinh Tiểu Nghiệp, và sau đó là chúng ta đang đi vào cái phần nội dung. Và trong phần nội dung này đó là mở đầu thì Đức Phật xác định cái câu hỏi của cái người đạo sĩ. Người đạo sĩ này tên là Pataliputta, hỏi một cái vị tăng tỳ kheo mới xuất gia 3 năm là Sambiddhi. Thì cái câu hỏi của vị mà du sĩ này đó, thì mới đọc thì nghe là khó hiểu, nhưng sau khi Đức Phật phân tích rồi thì Đức Phật mới nói rằng là đây là cái lời hỏi của cái du sĩ ngoại đạo đó, là hỏi về cái hoạt động của nghiệp mà thuộc về thân khẩu ý, mà nó tạo nên những cái cảm thọ. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái nghiệp đều cái quả nó trổ thanh, là nó mang cái tính chất nó là những cái cảm giác. Những cái cảm giác này nó có hình thành ba cái cảm thọ căn bản là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cái cảm thọ xả. Đó là ba cái cảm thọ căn bản, mà đó là cái mà người ta gọi là hạnh phúc hay là đau khổ nơi cái thế gian này. Thì sau đó thì Đức Phật mới là giảng dạy kỹ hơn. Thì bây giờ chúng ta đi vào trong cái từng phần một do cái Đức Phật giải thích. Thì khi mà Ngài A Nan đó nói với Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn hãy phân tích đại phân biệt về nghiệp, tức là lời thỉnh cầu của Ngài A Nan. Thì Đức Phật mới phân tích kỹ hơn về nghiệp. Thì chúng ta tiếp cái phần như đây: Này A Nan đó, có bốn loại người. Có bốn loại người này có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây này Ananda, có người sát sanh, tức là người phạm giới thứ nhất. Người lấy của không cho, người phạm giới thứ hai. Người sống tà hạnh trong các dục là người phạm giới thứ ba. Nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm là phạm giới thứ tư. Như vậy Đức Phật nói có bốn hạng người. Bốn hạng người này là bốn hạng người phạm giới. Phạm giới thứ nhất, giới một. Phạm giới hai, phạm giới thứ ba, phạm giới thứ tư. Và tất cả những cái người mà phạm những giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba là có nghĩa là trong tâm họ đều có cái tham dục, có cái sân tâm, có cái tà kiến, hay còn gọi là si. Nó đầy đủ các cái pháp ô nhiễm này có trong tâm của những người phạm giới. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng đó, cái dòng nghiệp mà nó trôi chảy trong tâm của chúng ta đó, khi nào cái người phạm giới là bao giờ nó cũng nằm ở cái phần này nó ra này, bốn người phạm giới. Như vậy trong cái phạm giới này nó có đầy đủ tham, sân và si biến chuyển ra. Đó là bốn hạng người phạm giới. Và khi phạm giới như thế thì trong tâm của người ta nó xuất hiện những cái nhân xấu, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Đây là cái quế trược có trong tâm thì mới phạm giới được. Còn nếu mà quế trược không có trong tâm thì không thể nào phạm giới. Có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, những người đó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Thì như chúng ta biết rằng đó, tất cả những cái pháp ô nhiễm này, cái con đường của ni đi đó, là nó sẽ tái sanh vào bốn cõi khổ. Đó là địa ngục, Atula, quỷ khổ và súc sanh. Bởi vì những cái chúng sanh mà khi chết đó, thì cái quả mà nó mang cái ô nhiễm nhất đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Thì những người này tái sanh bằng cái tâm này, đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Như vậy tất cả những cái chúng sanh phạm giới, hay là nói rõ hơn, khi mà trong tâm của chúng ta nó có cái quế nhiễm tham sân si mà chúng ta không có biết giải tỏa nó ra, và nó để tích lũy thành một cái ma lực ở trong tâm của chúng ta, thì cái giờ cận tử của chúng ta đó thì nó sẽ khởi lên. Và nó khởi lên thì có nghĩa là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này là cái tâm nó đưa đi tái sanh. Đây cái giờ cận tử đây. Đây là lúc nó tử đây. Thì cái lúc đó tục sinh đây, tục sinh nó sẽ tục sinh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì nó sẽ trôi lăn trong bốn cõi khổ này. Và cái kinh khủng cho cái việc mà người ta không có siêu thoát được đó là nó cứ nằm ở đây. Nó sẽ luân hồi hoài, hoặc là luân hồi trong súc sanh, hoặc là luân hồi trong quỷ khổ, hoặc là luân hồi trong Atula. Và khi mà nó chìm đắm trong cái địa ngục này là lâu nhất, không có cởi xiết được. Thì khi mà đi ra khỏi đó, nó cũng đi trong cái khoảng này, rồi đi xuống, đi lên. Cho đến khi nào mà người ta hiểu biết được. Thì như vậy đó, thì cái mà chúng ta sáng suốt trông thấy đó, thì cái chỗ này nó mới gọi là siêu thoát đây. Và mới gọi là siêu sinh tịnh độ đây. Cái tịnh độ đây là có thể sinh ra là cõi người, hoặc là các cái cõi trời. Thì đến đây nó mới gọi là siêu thoát. Còn không nó lẫn quẩn. Nó lẫn quẩn ở đây. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, tất cả những cái tâm bất thiện mà nó phát sanh trong tâm chúng ta đó, để nó tạo nên những cái quả bất thiện đây đó, thì thường thường nó không có trí tuệ. Cái khi mà chúng ta phạm lỗi, chúng ta lầm lỗi, chúng ta phạm tội đó, thì bao giờ cái trí tuệ của chúng ta cũng che khuất cả. Cũng như ban đêm mà chúng ta không có cái đèn rọi sáng, thì đương nhiên là chúng ta phải đạp cái này đạp kia, hoặc đụng vô cái này đụng vô cái nọ. Còn nếu mà trời sáng trưng, con mắt chúng ta thấy rõ, thì chúng ta không có việc gì mà chúng ta phải va vào trong bàn, va vào trong ghế, hoặc đạp phải một cái vật gì đó, cục đá hay là cái đinh gì dưới đất, là không bao giờ chúng ta đạp được, chúng ta tránh được hết. Thành ra cái trí tuệ đó nó soi sáng, nó làm chúng ta biết cái nào là cái tốt đẹp cho mình và cái nào cái không tốt đẹp, cho nên là trí tuệ giúp cho chúng ta tránh được. Còn khi chúng ta bị che khuất thì chúng ta không tránh được. Quý vị thấy không? Thí dụ như là nhắc lại một lần nữa là Đức Phật nói là cái giới thứ năm đó, khi mình ăn mình uống mà nó làm cho cái đầu óc của mình nó mê muội, cái thần kinh của mình nó muội lượt, nó suy yếu, thì những cái khi đó đó người ta làm cái gì đó người ta không kiểm soát, người ta không hiểu được. Cho nên có những cái người mà họ bị những cái cơn ngáo đá của họ lên á, thì cha họ họ chặt từng miếng rồi họ văng ra mọi nơi như thế. Thì chúng ta hỏi rằng những người như vậy đó, họ có tạo cái ác nghiệp không? Tạo ác nghiệp chứ. Tại vì chính họ sử dụng những cái đó để họ che mờ cái sự sáng suốt của họ, cho nên họ tạo cái ác nghiệp. Và cái ác nghiệp mà đụng tới cha với mẹ mình á, thì con đường duy nhất mà họ phải tái sanh sau khi thân hoại mạng chung là con đường địa ngục.
chứ không có nói là bốn cõi khỏi chung chung được nữa. Và khi họ ra, ra khỏi cái địa ngục này nè, thì họ sẽ đi trong cõi này, đi tới, đưa lui, đi tới, đưa lui. Chỉ khi là cái phước báo họ lớn lắm á, thì cái căn lành của này nó giúp cho họ khi ra khỏi địa ngục rồi đó, họ đi trên những cái tầng cấp này đó, họ lại được cái phước đi trên con đường thiện. Cho nên chúng ta thấy là có những người ở trong cái cõi âm, nhưng mà người ta rất là tốt. Người ta biết đi làm điều lành, người ta biết là tạo cái phước, người ta làm cái điều thiện. Và cái thống kê của những cái nhà ngoại cảm đó, khi mà họ tiếp xúc với người âm đó, thì cái lời nói thống nhất giữa các cái nhà ngoại cảm khi tiếp xúc với người âm đó, họ thống nhất có một cái điều đó, là cái thông điệp từ cái thế giới của những người ở trong cái cõi khổ này, đặc biệt là trong cái phần ma giới này, ma giới và quỷ khổ đây đó, thì cái thông điệp họ gửi tới cho tất cả những người ở trên cái dương thế này đó, thì họ nói rằng hãy làm cái điều thiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi, đừng có ngồi đó mà nói tới nói lui mà tranh chấp bất cứ cái gì. Con đường đó là con đường duy nhất đem lại cái sự bình an và sự tốt đẹp cho mình. Đó là cái thông điệp từ cõi âm. Và cái thông điệp này thì Đức Phật đã gửi tới cho tất cả chư thiên và loài người đó mấy ngàn năm rồi. Bây giờ cái thực tế này nó vẫn lặp lại. Bởi vì sao? Nó là một cái chân lý về mặt tâm linh. Cho nên là tất cả những cái phiền muộn của mình nó giải đi. Đừng có chứa, không có lợi ích gì cả. Mình có giận người ta, mình có phiền người ta, mình có cái gì người ta, nó vẫn bình thường. Mình cứ tha hồ mà giận đi, rồi tự mình làm khổ mình. Bởi vì mình giận, mình làm cho những cái phần quế nhiễm mình tăng lên. Mình cứ tăng lên, mình cứ tăng lên, thì nó tích lũy đây, nó tích lũy đây. Rồi đến cái giờ lâm chung á, nó sẽ khởi lên ngay cái chỗ cận tử này. Và mình đó đã đi tái sanh bằng cái tâm này, thì mình phải rơi vô bốn cảnh khổ này. Cho đến khi nào mình ý thức được thượng thoát, à, ý thức được thì thoát, không ý thức được cứ chìm đó. Cho nên gọi chữ siêu thoát đó, là bởi vì nếu không có trí tuệ nơi đây không bao giờ thoát được. Trí tuệ về tâm linh. Và trong những cái pháp mà nó đưa cho mình tới cái chuyện mà mình đi vào cái con đường, mình hiểu sai lầm, mình nhận thức sai lầm và mình sống trong cái sự sai lầm của mình đó, nó có một cái đặc điểm rất là kỳ lạ mà chúng ta phải nhận ra. Cái đặc điểm đó đó là mình rất là cố chấp. Mình khó mà tiếp nhận rằng là mình sai. Mình khó tiếp nhận rằng là mình không đúng. Mình khó tiếp nhận rằng là mình phải thay đổi. Và phải khi con người ta phải trả cái giá ghê gớm lắm á, thì người ta mới thức tỉnh. Còn nếu không á, người ta trả cái giá nặng chừng nào thì cái phản ứng sai lầm người ta càng mạnh chừng đó. Tức là mình đã sai rồi mà ai nói mình sai thì mình tức lắm. Mình không có chấp nhận, mặc dù mình cũng có thấy mình có sai chút chút đó, nhưng vẫn không chấp nhận, thì cái đó nó là những cái pháp đen tối nè, nó tăng thêm cho mình. Và những cái này là những cái mà chúng ta cần có ý thức ra trong cái đời sống nội tâm của mình á, để mình tự thoát ra. Bây giờ những cái phiền muộn nhỏ 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 thì mình không có thoát ra, thì đến khi mà mình tái sanh vào trong cái cảnh khổ thì chừng nào mới siêu thoát? Tụng bao nhiêu thời kinh mới siêu thoát? Hồi hướng bao nhiêu mới siêu thoát? Khi mà tất cả những sự hiểu biết của mình á, mình đều úp nó xuống như thế này, thì bây giờ cái con cháu mình, người thân của mình á, là tụng kinh, rồi thỉnh thầy tụng kinh, rồi đi cúng chùa, rồi đi làm phước tất cả đó, thì người ta gửi đến cho mình, nhưng mà nó cứ úp xuống như thế này thì chừng nào mới tiếp nhận được? Vì mình không nhận ra mình sai. Nếu mà nhận ra mình sai đó, mình sẽ tiếp nhận cái đúng. Tiếp nhận cái đúng được thì siêu thoát. Còn không, không có siêu thoát. Cho nên quý vị thấy là có cái chỗ này nè, để quý vị khỏi cái thắc mắc. Người ta nói rằng cái người xuất gia đó mà cứ đi cầu an cầu siêu hoài đó là nó không có đúng. Chuyện đó là chính xác như vậy. Nhưng mà tại sao nó không có đúng mà vẫn cứ làm nó lạ? Nó không đúng mà phải làm là tại vì vậy? Là tại vì đó,
đối với cái người mà đã mất rồi đó. Thì bây giờ mình có cầu an cầu siêu mấy đi nữa thì sư cô nói rằng là họ có tiếp nhận không? Nếu họ tiếp nhận mới được, còn họ không tiếp nhận thì không được. Cũng như bây giờ mình nói nè, con cái mình trong nhà, người thân mình trong nhà đây, mình nói những cái lời tốt đẹp, người ta có tiếp nhận đâu. Mặc dù là mình làm hết tất cả cái sự tốt đẹp của mình để thể hiện rằng là mình chân thật, mình muốn đem cái điều tốt cho người ta có nhận đâu. Thì bây giờ cái suy nghĩ đó, khi người ta chết rồi thì nó còn cấu kết với nhau, kết lại thành một cái khối khủng khiếp nữa. Thì người khác nói cũng vậy đó. Thành ra cái vấn đề là mình ngửa ra. Thành ra cầu an cầu siêu không phải là cái công việc của chính yếu của người tu. Nếu ăn no rồi cứ xách cái gói mà đi tụng cầu an cầu siêu hoài thì không phải người tu. Điều đó chính xác vậy. Mà phải làm. Phải làm là để chi? Để cho cái người dương chứ không phải cho người ăn. Để khi mình tới đó, ít ra cái người trong nhà đó, người ta cũng nghe được cái bài kinh, có cái thắc mắc gì đó, hoặc người ta phản ứng không tốt lại cũng là tốt. Hoặc là mình tới đó mình giảng một cái thời pháp ngắn để cho cái người dương này có thể hiểu được chút gì đó. Và trong thế giới người âm á, người ta cũng lắng cái tâm lại tà lại. Mà nếu cái phước trước đây người ta được nghe Phật pháp thì người ta nói được thì người ta siêu thoát. Okay. Thành ra Đức Phật chú trọng tới gì? Chú trọng tới giờ. Trong cái hiện tại này có biết những cái pháp về tâm linh không? Có thực hành những cái pháp về tâm linh không? Để mà chuyển đổi, để mà đẩy lui tất cả những cái phiền não trong tâm của mình ra đi. Chúng ta sống với nhau thì cái nhân quả đương nhiên nó phải phát sinh. Mình cũng có cái ô nhiễm, người ta cũng có cái ô nhiễm. Đấy, mình cũng có phần ô nhiễm thì người ta cũng có cái phần ô nhiễm. Nhiều người thì cũng vậy. Thì nó phải nối kết với nhau thôi, nó phải nối kết. Thành ra cái chuyện mà giận hờn nhau, cái chuyện không vừa ý nhau, cái chuyện bất bình nhau, cái chuyện mâu thuẫn nhau là chuyện đương nhiên phải có. Không thể nói không có được. Nhưng mà khi nó xảy ra rồi đó thì bản thân của mình đó, biết gột rửa những cái quế trượt trong tâm mình hay không. Nếu mình biết gột rửa mình thoát. Còn mình không gột rửa thì mình tích lũy lại thành một cái ma lực. Và cái con đường đó để cuối cùng đó ôm cái phiền não này mà ra đi. Hiểu không? Ôm cái sự cột dính này nè để mà ra đi. Thì con đường thoái đỏ nó thể hiện ra. Mà đến bao giờ thì chúng ta mới hiểu rằng những cái đó là chúng ta sai. Cho nên phải học giáo pháp, phải hành trì theo giáo pháp để chuyển đổi những cái suy nghĩ mà mình biết rằng nó đem lại cái sự bất hạnh cho mình thì mình thay đổi đi. Sư cô vẫn thường nói vậy, chúng ta sống đó, nó giống như mình ở trong một cái quả cầu mà bằng thủy tinh vậy đó. Cái quả cầu trong veo vậy đó. Thì chúng ta nhìn ra chúng ta thấy bầu trời, thấy chung quanh hết. Giống như lúc mình là con ong ở trong đó, mình muốn bay ra, bay chỗ nào nó cũng đụng cái bóp rồi nó rớt xuống. Rồi chúng ta cứ bay ra. Đây. Mình ở trong này, đứng xin ở trong này. Da chạm nhau, da chạm nhau, da chạm nhau nói khép nha. Bây giờ chúng ta muốn bay ra thì nó chạm cái này chúng ta rớt xuống. Bay ra hướng này nó cũng chạm vào đây nó rớt xuống. Bay ra hướng này cũng chạm vào đây rớt xuống. Cái vòng tròn này là cái vòng tròn của vô minh. Và trong cái vô minh này chúng ta tạo tác. Nhân quả là chúng ta tạo tác. Gieo cái nhân xuống thì gặt cái quả. Từ cái quả đó chúng ta phản ứng, chúng ta gieo cái nhân nữa và chúng ta đi trong cái vòng tròn này. Cái vòng này nó cũng gọi là cái vòng đời. Cái vòng này nó cũng gọi là cái vòng luân hồi. Và trong nhiều kiếp chúng ta cứ xây như thế mà chúng ta gặp gỡ nhau. Và chúng ta cũng rõ ràng đó là khi chúng ta làm người nè, một nửa tốt nửa xấu nè. Và cái nhân quả của chúng ta đó không phải duy chỉ có người dương, người dương sư cô nói rồi. Mà cái người âm này nè, trừ cái địa ngục ra nó lên không được thôi. Thì các cái loại này nó vẫn nối kết về nhân quả. Con người với con người đây, con người với chư thiên đây,
Với chư thiên đây nó vẫn nối kết nhân quả, và với tất cả cõi âm này nó vẫn nối kết nhân quả, và nó lại làm thành một cái ứng xử nữa. Thì cái mỗi giây đó nó đi trong cái lòng quẩn quẩn này, và chúng ta chỉ có thể thoát ra được khi chúng ta có cái trí tuệ đây. Và trí tuệ thì chúng ta đã biết rồi, trí văn, trí tư và trí tục, nhất là cái trí tục. Nó có một cái năng lực cực kỳ mạnh, nó có thể là làm cắt cái xích này nè, nó mở ra con đường này thì chúng ta thoát. Tất cả những cái này đó nó có một cái sự nối kết đó nha. Nó chỉ cần á một cái mắt xích bung ra là tất cả nó rớt cái xoảng xuống không còn gì cả. 12 cái mắt xích đó muốn cắt cái chỗ nào cũng được, cắt rồi thì thôi. Rồi chúng ta sẽ học tới thập nhị nhân duyên để chúng ta biết rằng cái gì đưa mình đi đến luân hồi và chúng ta phải thoát khỏi ra sao. Nhưng mà cái nguyên tắc căn bản đó, nó vẫn nằm trong trí văn, trí tư và trí tuệ. Thành ra mình làm con cái, mình cũng cầu an, cũng cầu siêu cho cái người thân của mình. Đó là cái việc làm tạo phước. Người tu cũng phải trợ giúp vô về cái chuyện cầu an và cái chuyện cầu siêu. Nhưng đó không phải là cái điều chánh. Đó là những cái pháp nó phụ thuộc, nó trợ duyên rồi thôi. Cái chủ yếu là tất cả chúng ta đây, người xuất gia cũng như người tại gia, chúng ta học pháp và chúng ta hành trì để chúng ta chuyển hóa cái tâm thức của mình, và chúng ta hành trì để cho cái năng lượng về cái trí tuệ tâm linh của chúng ta đủ mạnh. Đủ mạnh để chúng ta soi sáng. Và khi chúng ta soi sáng vậy là chúng ta cắt đứt cái màn vô mình. Còn nếu không thì chúng ta đi trong cái dòng lẫn quẩn này. Và quanh đi quẩn lại cũng vậy. Quý vị cứ kiểm lại cái đời sống hàng ngày chúng ta đi. Cái điệp khúc mỗi ngày chúng ta, ngày mai nó sẽ lặp lại cái điệp khúc đó. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cột, leo vào leo ra. Sáng mờ mờ, sáng ngủ dậy lo ăn sáng, ăn sáng làm rồi là đi làm việc, đi làm việc rồi lưng tinh lộn xộn trong đó đủ thứ. Ngày thì yên, ngày thì cũng yên, rồi về rồi ăn, ăn rồi ngủ, rồi lại ngày mai vẫn tiếp tục như thế. Cái vòng nó lẫn quẩn, rồi một chút vui, một chút buồn, dặm mắm dặm muối cho cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không biết nó sẽ làm cái gì cho những cái phần mà tốt đẹp và những cái phần quấy nhiễm chúng ta đây. Cái suy nghĩ là từ cái vi tế nhất cho đến cái thô tháo nhất, thì chúng ta kiểm điểm lại mỗi một ngày trong những cái lặp đi lặp lại đó. Thì chúng ta nhớ nha, cái gì mà nó lặp đi lặp lại có nghĩa là thói quen, có nghĩa là nghiệp. Cái gì mà lặp đi lặp lại đó, nó chính là tính quy luật của nó, rất khó thay đổi. Tất cả các pháp nó đều vận hành như vậy. Như vậy tất cả những cái tập khí của mình nó sẽ hiển lộ ra, và nó sẽ lặp đi lặp lại, và nó hình thành cái tính cách của mình, mà mình gọi là cái cá tính của mình. Cá tính này có thể có những ưu điểm, nhưng mà cá tính này cũng có khi nó là cái mầm mống của những cái điều xấu ác mà chúng ta quân tập từ nhiều kiếp, chúng ta không có nhìn ra. Cho nên là khi mà tất cả những cái chuyện làm sai trái chúng ta bắt đầu từ cái chỗ chúng ta không thấy rõ, không biết rõ. Rồi trong cái lúc cái nóng giận này nó bùng lên tới cao thì chúng ta tạo tác. Hoặc là vì không thấy rõ đó, không biết rõ, cho nên cái tham dục này nó bùng lên cao thì cái ác phát sinh. Cái công thức của nó là nó đi như vậy. Nhưng mà cái vấn đề làm sao mình nhìn ra được cái sân và cái tham của mình. Cái sân thì dễ nhìn lắm, mà cái tham thì rất khó. Bởi vì cái tham nó đến bằng những cái màu sắc quyến rũ, và cái tham nó thường nó làm thỏa mãn cái đời sống chúng ta. Vì cái tham á, nó cũng đưa đến cái sự hỷ lạc. Hỷ lạc là có tham.
Và cái hỷ lạc này có thiện. Hai cái này rất khó phân biệt. Phân biệt được thoát, không phân biệt được dính. Và cái này thì chúng ta học hỏi, thì cô cũng giảng nhiều rồi. Vấn đề còn lại của mình là hành trì để thấy nó, để nhìn ra nó. Và chúng ta cứ sống hồn nhiên đi, chúng ta hiển lộ ra hết, rồi chúng ta quan sát nó. Có những cái chúng ta phải đưa mình vào kỷ luật. Đưa vào kỷ luật không được, chúng ta để cho nó hiển lộ ra đi. Nó hiển lộ ra rồi đó thì chúng ta soi sáng nó. Không phải một sớm một chiều đó, mà mình có thể là thoát ra khỏi cái gọng kìm của cái tham sân và si này. Nhưng mà ít ra chúng ta biết nó, thấy không? Cái trí văn làm cho chúng ta có thể hiểu ra qua cái lời giảng của kinh điển Đức Phật. Cái trí tư đó làm chúng ta nhận diện ra nó có nơi mình, nó có nơi chính mình đó. Nó có trong cái đời sống mà nó diễn ra 24/24 trong cái đời sống của mình. Nói chữ 24/24 có nghĩa là trong giấc ngủ chúng ta nó hiển lộ, chứ không phải là không có. Thì chúng ta sẽ kiểm soát nó. Thành ra nó hoạt động, nó hiển lộ ra hàng ngày. Thì cái trí tư chúng ta làm thế nào, từ cái chỗ chúng ta học giáo pháp, chúng ta ứng dụng để thấy mình, để biết những cái pháp thiện và pháp bất thiện nó có mặt, nó hoạt động 24/24. Và nó hoạt động, nó hiển lộ ra những cái cảm thọ. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ sợ, nó hiển lộ ra rất nhiều. Chúng ta có thể quan sát nó và thấy nó xuất hiện ra. Thì đó là trí tư. Và cái trí tư này đó, nó có thể từ cái suy nghĩ chúng ta vận dụng, từ cái chúng ta hiểu biết, chúng ta suy nghĩ áp dụng vào phân tích để hiểu nó. Mà cái trí tư này nó cũng nằm ở cái chỗ là do chúng ta thấy biết, vì nó thô quá chúng ta thấy. Thì tất cả những cái đó sư cô gọi là thiền Vipassana hiệp thế. Thì như vậy trong cái trí tư này đó, nó cũng xuất hiện cái thiền Vipassana hiệp thế. Rồi đến khi chúng ta có cái phước mà chúng ta hành trì đó, trong cái đi đứng nằm ngồi chúng ta hành trì nó, khi chúng ta có cái thời gian, thì cái đó nó thuộc về cái trí tư. Thì cái năng lực kiểm soát, cái năng lực ý thức của chúng ta nó mạnh hơn, thì chừng đó đó chúng ta mới nói đến cái vấn đề sự thật. Cho nên chúng ta không chú trọng tới cái việc cầu an cầu siêu, nhưng chúng ta phải cầu an cầu siêu, vì đó là một cái cách thức. Thứ nhất là để trợ duyên cho mình, và cái thứ hai là để trợ cái duyên cho cái những cái người âm. Trợ duyên cho người dương mà trợ duyên cho người âm, nhưng nó không phải là chánh niệm. Như vậy chúng ta nói chung cái đoạn này đó, thì tất cả những cái ai mà phạm giới thì đều phải tái sanh vào trong đọa xứ hết. Đọa xứ hết còn gọi là bốn cảnh khổ, hoặc là cõi dữ, trong này gọi là cõi dữ, hoặc là ác thú. Ác thú thì không phải con thú. Thú đây là cái tái sanh, cái cõi mình tái sanh, mình đi vào cái cõi tái sanh xấu ác. Đọa xứ là nó làm cho mình chìm đắm, và địa ngục là cái phần mà phải nói là nó chôn vùi lâu nhất cái đường luân hồi của mình. Bởi vậy mà người ta mới nói thế này nè, luật pháp cũng đúng mà đời sống cũng đúng luôn. Đây là cái chỗ mà nó sản xuất ra nè ma túy nè, rượu nè, vân vân, tất cả những thứ khác. Bây giờ đây á, là cái chỗ này là tiêu thụ nè, cái khoảng giữa này là trung chuyển nè. Vì thấy cái lực pháp quốc gia đó, cái trung chuyển này có thể đưa đến tử hình. Lực pháp quốc gia đó là trung chuyển đưa đến tử hình. Thì chúng ta sẽ thấy cái sản xuất này nó đi thế nào rồi biết.
những người sống như vậy đó nó sẽ đọa, nó đọa, nó đọa nhiều đời nhiều kiếp á, nó cứ bị cái này ám ảnh. Mà cái kiếp mà họ thoát ra khỏi cái này rồi đó, để họ sinh làm người đó, thì quý vị thấy là có những cái gia đình, hoặc là cái chỗ chúng ta thấy rõ nhất là những cái nhà thương điên, những cái gia đình mà sanh ra đó, thì những cái người đây là họ bị cái bệnh tâm thần. Và ở trong nhà thì rất khổ, nhiều khi cha mẹ là phải cùng xích lại sống rất khổ, hoặc là ở trong cái bệnh viện nghiệp đó này. Cho nên tham gia sản xuất nè, tham gia trung chuyển nè, còn những người mà ta thực tế mà ta tiêu thụ cái này là đi nhanh lắm. Và cái này nó tạo nên cái ác nghiệp và cái đau khổ không biết bao nhiêu kiếp, khi mà cái người tiêu thụ này họ sử dụng vào và họ hoàn toàn tâm tối, cha cũng giết, mẹ cũng giết. Và chúng ta nhớ rằng khi một cái người ngáo đá mà họ giết cha họ, họ giết mẹ họ đó, thì cái người sản xuất và người trung chuyển đều phải chịu ác nghiệp này hết. Cái tiền đó thì nó tính ra thì tỷ tỷ đó, nhưng mà cái ác nghiệp phải chịu đựng nó cũng là tỷ tỷ năm. Người ta không nhận ra cái điều, người ta cứ nghĩ rằng bắt quá tử hình thôi. Cho nên trong cái gia đình đó, cái người này bị bắt tử hình rồi thì người sau vẫn tiếp tục buôn ma túy, vẫn tiếp tục cái trung chuyển này, cái sản xuất này cũng vẫn tiếp tục. Người ta không thấy cái con đường ghê gớm của nó, là nó vô minh, cho nên nó không ra khỏi được cái chỗ này, nó quanh quẩn không biết bao nhiêu kiếp. Là sanh được làm người rồi đó, thì nó phải ở trong cái thế giới đó. Và khi nó ở trong cái thế giới đó, chưa biết nó tạo tác cái gì. Cho nên cái tâm tối là cái bất hạnh ngàn đời. Và khi cái si này nè, nó còn có cái tên gọi nữa là tà kiến, là thân kiến vân vân. Thì Đức Phật nói này, ở trên thế gian này đó, cái mặt trời nó chiếu nửa cái quả đất bên đây thì nửa quả đất bên đây sáng. Nhưng nếu có hai mặt trời thì nó chiếu sáng hơn. Có ba, có bốn, có năm, có sáu, có bảy thì nó rực rỡ hơn. Nhưng bảy mặt trời cùng một lúc đó chiếu vào trong cái địa ngục của cái tâm tối của cái tà kiến này nè, không bao giờ sáng hết, không có soi sáng được. Mà chỉ có cái gì? Chỉ có cái trí tuệ này mới soi thấu vào trong cái địa ngục này thôi. Có nghĩa là cái người ở trong cái địa ngục này mà khi khổ như vậy, khi đau khổ, khi cùng cực của sự khốc liệt đó, nhận ra mình là sai, thì cái chỗ đó nó mới nối cái con đường đi lên. Còn khi nào không nhận ra mình sai, không nói được. Cho nên là nhiều lần sư cô giảng mà không có giải thích đó, sư cô mới nói rằng khi mình bắt đầu cái sự tu hành trong cái tâm của mình đó, cái phước báo lớn nhất của mình đó, là nhận ra cái lỗi lầm của mình. Nói mà không có giải thích. Phước báo lớn nhất của mình chính là mình nhận ra những cái sai lầm của mình, tức là mình nhận ra những cái khuyết điểm của mình đây. Khi mình nhận ra mình mới bỏ nó được. Còn mình chỉ nhìn thấy cái ưu điểm mình thôi đó, thì mình che khuất rồi nè, mình không thấy được. Thành ra trong cái mà mình đi vào cái con đường tu tập nội tâm của mình ấy, nó có hai cái, một cái tu giả, một cái tu thiệt. Đây mình không nói người khác, mình nói cái tâm của mình nha. Mình nói cái tâm mình nó tu giả, một cái tâm mình nó tu thiệt. Cái tâm mình nó tu giả nó ở chỗ đó, là nó thấy đó, ngày nào nó cũng giỏi hơn lên đó, ngày nào nó cũng sáng sủa hơn lên đó. Được lâu ngày nó thấy nó là Phật. Còn cái tâm mình nó tu thiệt á, thì nó nhìn thấy là nó thấy từ cái thô cho đến cái tế đó, nó nói trời đất ơi, quậy quá quậy mà chịu không nổi đó, thì cái lúc đó là nó tu thiệt. Cho nên quý vị thấy không, người ta xuất gia đó, người ta không dám đụng cảnh,
Thì kiếm cái chỗ nào mà không có ai đó, ăn một mình, ở một mình, làm theo ý mình đó, với thời gian thì mình thấy mình thành Phật thiệt. Lấy cái áo Phật nó một trùm vô, thấy cái tâm mình chưa? Cái tâm mình nó ngỡ nó là Phật, nó trùm cái áo Phật lên, nhưng mà nó che đâu có nổi những cái pháp quế nhiễm của cái chính tâm của nó, thấy không? Được khi mà nó về nó đụng cảnh rồi đó, thì cái này nó khởi lên thì nó đổ thừa cho cái người khác, chứ không nhận ra rằng nó còn ở đây. Thành ra cái tâm mình nó có tu giả và cái tâm mình nó có tu thiệt. Cái tâm tu thiệt bao giờ cũng phải nhận ra những cái mà khiếm khuyết của mình, những cái nhầm lẫn của mình, những cái tâm tối của mình, mình nhận ra. Thì đó là tu thiệt. Rồi như vậy là chúng ta thấy cái phần đầu đó, cái phần mà Đức Phật nói về cái vấn đề mà coi như là những cái người mà họ phạm giới thì họ sẽ sanh vào trong cái cõi khổ. Nhưng ở đây này Ananda, có người sát sanh vân vân, có tà kiến, tức là người phạm giới đó, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, tức là cái cõi thiện đó, và thiên giới là cõi trời, và cõi đời tức là thành người. Thì chúng ta ghi cái này nha. Một chút nữa là mình sẽ từ cái căn bản này đó mình sẽ nhìn ra. Cái thứ nhất là cái người phạm giới thì phải tái sanh vào cõi khổ. Trường hợp thứ hai là không phạm giới nhưng mà là tái sanh vào cõi khổ. Phạm giới mà tái sanh vào cõi khổ á, nó là cái chiều thuận của nó. Tức là sao? Gieo cái nhân xấu thì cái quả xấu tương ưng, mang tính cách tương ưng, tức là nó tương xứng. Làm điều xấu nhận quả xấu là tương ưng, là tương xứng, đi theo chiều thuận. Còn đây nó đi theo chiều ngược, tức là phạm giới thì đáng lẽ là phải đi vào cõi khổ, nhưng mà phạm giới, không phạm giới, tức là làm cái điều thiện mà lại đi vào cõi khổ, nó là nghịch. Tức là cái quả không tương ưng. Đáng lẽ phạm giới thì phải khổ. Rồi đúng rồi, không phạm giới thì không khổ. Tức là không phạm giới thì phải sanh vào trong cái cõi thiện thú, thiên giới, cõi người. Tức là đáng lẽ phải sanh được cõi thiện mà lại sanh vào cõi khổ, thì cái đó là nghịch lý. Cái đó là không tương ưng. Đức Phật giảng trường hợp thứ hai. Tới phần thứ ba, Đức Phật giảng ở đây: này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ từ hạnh tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới. Như vậy cái người này nè, không phạm giới mà lại có chánh kiến nữa, thì được sanh vào nhàn cảnh. Thì đây là nó đi chiều thuận của nó, tức là nó có cái quả tương ưng. Bây giờ tới phần số 4, Đức Phật nói: nhưng ở đây này Ananda, có người từ bỏ sắc sanh, người này có chánh kiến,
sau khi thân ngoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tức là không phạm giới. Người này có chánh kiến, nhưng mà khi thân ngoại mạng xuống đó thì sanh vào cõi khổ. Như vậy đó là chiều nghịch, quả không tương ưng. À, cái chỗ này không biết nó có nhầm hay không. Cái số 2 nó có nhầm á. Người có sát sanh mới sanh vào trong cái thiện thú. Cái thứ hai này nó vẫn là phạm giới, bởi vì nó phải có hai cái phạm giới. Vậy là để sanh vào cái nhàn cảnh hoặc là cõi nhàn. Thì đây nó là nghịch lý, nó không tương ưng, nó đi từng cặp đôi với nhau. Có chánh kiến nè. Thì nó sanh vào nhàn cảnh là thuận, nó sanh vào cái cõi khổ là cái chiều nó không thuận. Cũng giống như cái câu tục ngữ của mình hay nói đó: ăn trộm ăn cướp thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại. Là cũng như người đi chùa đi chiền là cái người mà có chánh kiến làm cái điều tốt, nhưng mà lại là bán thân bất toại. Còn người ăn trộm ăn cướp thì nó thành tiên, thì nó sướng quá. Đúng trong cái xã hội mình, người nào nó gian dảo, nó trộm cắp, nó lưu manh, nó đi giật của người ta, nó làm đủ cái trò thì nó tước đoạt cái phước báu của người ta. Nhưng cái kẻ đó bây giờ nó lại sung sướng, nó ăn trên ngồi trước, muốn cái gì có cái đó. Thì chúng ta đã thấy rồi, đó là những cái mà người ta gieo cái ác nghiệp nhưng mà chưa nhìn ra. Và ngày nào đó thì cái đống vàng đó nó trở thành là một cái bầy rắn độc, nó cắn lại chính mình thì chừng đó mới biết. Còn bây giờ chỉ thấy vàng với tiền thôi, thì đó là những cái nghịch lý nó xảy ra trong cái đời sống. Nhưng mà ở trong cái nghiệp nó có nói vậy, khi nó trổ cái quả nó có nói là dĩ thời nhi thục. Quả dĩ thời nhi thục, dĩ là khác, khác cái thời, nhi là mà, thục là cái quả nó chín mùi. Tức là khi mình gieo cái nhân xuống đó, không phải tích tắc nó trổ liền, mà gieo cái nhân trong cái thời điểm này thì nó phải trải qua cái thời gian, trải qua cái thời gian nó mới có thể chín mùi được. Cho nên cái ác nghiệp mà hiện người ta gieo trồng đó, để mà người ta đó gọi là ăn trộm ăn cướp á, người ta được sung sướng hưởng thụ về đó, là nó mới gieo xuống thôi, nó chưa có dị thời di thục, nó phải chờ thời gian mới trổ ra. Vì đây là chúng ta lặp lại nữa, để trong cái bài nghiệp này chúng ta thấy rõ nè. Cái động tác thứ nhất này, khi nó gieo xuống thì nó trổ quả trong kiếp hiện tại. Cái động tác cuối cùng này nó sẽ trổ trong kiếp kế. Còn năm cái này đó, nó trổ chưa biết lúc nào, khi chúng ta còn luân hồi. Mà ngay kiếp cuối thành Phật rồi thì nó vẫn trổ, còn cái nhục thân thì nó vẫn trổ.
Thì như vậy không phải đó, là nó vừa gieo xuống nó trổ ngay. Có cái vừa gieo xuống trổ ngay, có cái gieo xuống trong hiện tại kiếp sau nó mới trổ. Có những cái gieo xuống rồi chưa thấy trổ đâu, lâu lắm. Và trong cái luân hồi bao nhiêu kiếp đó, không biết chừng nào nó mới ra. Lý do nó nằm ở chỗ thế này, là cái phước báu trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mình đã tạo được lâu dài. Thành ra khi mình tái sanh trong đời này đó, nó giống như nó được cái mùa, nó cứ trổ. Còn những cái pháp mà bất thiện của mình á, nó chưa trổ. Vì vậy cho nên á, cái đời này mình thấy cái người đó làm những cái điều không đúng á, những cái điều nó xấu ác lắm, mà nó hư đốn lắm, nhưng mà nó hưởng được nhiều cái phước không thể tưởng được. Thì mình nói là cái người này á, nó ăn cái cơm của đời trước, chứ không phải là nó ăn cái cơm trong cái thời hiện tại này. Từ khi nào những cái đó nó kết thúc rồi đó, thì cái đích thực những cái điều nó làm sai, xấu ác, những điều hư đốn của nó sẽ trổ sanh. Cho nên quý vị thấy có những người đó họ rất là giàu có, họ muốn gì được cái đó, nhưng cuối cuộc đời họ gọi là lết bằng mo mà bò bằng mũng. Một muốn uống một cái miếng nước lã cũng không có, chết cũng không có một cái hòm mà chôn, cũng không thấy ai cả, chỉ thấy kiến nó bu đầy mà thôi. Nên ta rưỡng hết rồi, đến cái lúc mà nó hiện ra tất cả những cái mà mình làm sai, mình làm quấy đó, tới bây giờ đó nó mới hiện ra. Cho nên chưa ai biết được cái ngày mai của mình. Chưa đẩy nắp hòm thì chưa có thể nói là mình đây là được cái phước báo suốt đời, không có cái chuyện đó. Tại nếu đi từ vô lượng kiếp mà, đâu có biết nó trổ ra lúc nào. Mấy cái khoảng giữa này chưa biết trổ ra lúc nào. Quý vị thấy như ngày Mục Kiền Liên đó, thành một cái người mà có thần thông, đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, và đã thành Phật rồi, dễ dàng thoát ra lắm. Nhưng mà vẫn bị nó, cái đám ăn cướp nó tẩn vô cái hẻm núi mà nó đánh cho tơi tả. Dùng cái thần thông nó hoàng cốt lại, hoàng y áo mình, để về nơi cái tinh xá mà xin nhập diệt, để cho tăng chúng đó không có thắc mắc, không có thất vọng gì, chưa hiểu được cái luật nhân quả này tại sao kỳ lạ. Tại vì luật nhân quả nó rất là thâm sâu. Một trong những cái vấn đề của nghiệp là bất khả tư nghi. Những cái gì chúng ta có thể hiểu được, hiểu trong cái giới hạn. Và trong cái bài này khi chúng ta học, chúng ta thấy là có những vị này đắc ngũ thiền rồi và có thần thông, vẫn chưa hiểu hết ra nghiệp. Huống chi là mình phạm phu. Những gì đó là thấy rõ, biết rõ, nhưng mà thấy rõ, biết rõ cái gì nó đang hiện ra đây thôi, chứ không phải rằng người này có thể tóm thâu cái chân lý để có thể hiển lộ lên một cái chân lý phổ quát được. Đó là cái mà chúng ta sẽ học trong cái bài này. Như vậy đó là bốn cái loại mà nó đi thành từng cặp đôi với nhau đó. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào cái phần mà chúng ta nói là Đức Phật nói là có những cái gì mà họ trông thấy được đó. Chúng ta nói nè: ở đây này Ananda, có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ diệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. Như vậy đây là một cái hành giả tu thiền định mà rất là tinh tấn, rất là cần mẫn, và cái tâm á là không phóng dật, và có cái tác ý chân chánh, cho nên người này đắc định. Mà đắc định ở cái đỉnh cao đó là tới ngũ thiền rồi. Khi tâm nhập định nhờ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tức là người này có thiên nhãn thông, vị ấy thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu,
nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. À, thì như vậy đây là cái chiều thuận. Cái người phạm giới, mà phạm giới nặng, thì cái người này nó sẽ đi lần xuống các cái cảnh khổ đó. Đó là chiều thuận. Vị ấy nói như sau: thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh. Và người ta thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, nói hai lưỡi, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không cho, vân vân, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đây chúng ta lấy cái viết của chúng ta vòng tròn cái chữ đều lại. Đó là những cái từ ngữ nổi bật chúng ta phải để ý. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc về tà trí. Như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ có như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Đây là cái người này đó, là nhờ đắc thiền, đắc thần thông, và thấy đúng sự thật, nói đúng sự thật. Và thấy đúng sự thật, nói đúng sự thật, thì thấy khía cạnh nào nói khía cạnh đó. Chứ không thể mình thấy một khía cạnh, hai khía cạnh mà mình lại nói toàn thể, thì cái đó đó chưa có chính xác. Cho nên mình thấy sự thật, đúng sự thật, thấy sự thật chỗ nào, đúng sự thật chỗ nào, nói chỗ đó thôi. Còn mình thấy một cái vài phương diện hoặc một phương diện mà mình đi kết luận cái toàn thể, thì cái chỗ đó phải xem xét lại. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cái chỗ này để thấy rõ đây. Bây giờ chúng ta ghi lại phần này nha. Như vậy một cái bậc đắc nè, bậc đắc định nè, một cái bậc có thần thông à, thì cái vị này rõ ràng đó là thấy nè, thấy rõ ràng luôn, chứ không có do ai nói hết, tự mình thấy, tự mình biết, tự mình nhận định rõ đó. Người ta thấy ở đây đó là cái người mà phạm giới nè, thấy cái gì, thấy cái người phạm giới, thì cái người phạm giới này đó mới là tái sanh vào trong cõi khổ. Thấy rõ như vậy. Vị ấy nói thật sự cái pháp giới này, vị này nói là thật sự là có ác nghiệp. Người này mới rút ra là có ác nghiệp. Và có cái quả của ác nghiệp, tức là quả xấu, mình nói gọn đi. Như vậy khi mà tạo cái ác nghiệp, tạo cái nghiệp xấu thì có quả xấu. Vị này thấy rõ như vậy. Và khi thấy rõ như vậy đó, thì người này nói nè: và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho, nói lời hai lưỡi, có tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, thì người ấy sanh vào cõi ác thú, đọa xứ địa ngục.
Như vậy người này nói rằng chắc chắn tất cả mọi người sát sanh lấy của không cho, có tà kiến, sau khi sanh lại mạng chung đều tái sanh vào cõi khổ. Như vậy người này nói là cái người mà phạm giới đó thì chắc chắn. Chắc chắn là những cái ai mà phạm giới. Thì đều tái sanh vào cái cõi khổ. Chính vì cái chữ đều này nè, mình chút cái phần dưới á, thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật không chấp nhận điều này. Nếu chúng ta nói như vậy thì được nè, cái người mà phạm giới thì tái sanh vào cõi khổ, đúng. Nhưng mà nói rằng cái người phạm giới đó sau khi thân hoại mạng chung đều tái sanh vào cái cõi khổ thì chưa chắc. Bây giờ giải thích trước để cho cái phần cuối rồi chúng ta học dài dài đó là chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để cho mình nhớ rất rõ thế này. Chắc quý vị ở đây nhớ là sư cô có giảng cái này rồi. À, trong chú giải có nói rằng là tất cả những cái nghiệp tốt và những cái nghiệp xấu đó là mình tạo ra đó, thì nó giống như là nó bị giam nhốt trong một cái chuồng bò vậy đó. Nghiệp tốt, nghiệp xấu. Nghiệp tốt, nghiệp xấu thì giam nhốt trong cái chuồng bò. Thì cái giờ mà mình chết á, thế là khi cái tâm tử xuất hiện đó thì cái tái sanh nó có mặt. Thì đây là nó mở cửa để cho những cái con bò này, bò trắng hoặc bò đen á, nó đi ra. Thì cái quy tắc của nó đó là cái con nào mạnh nhất thì nó sẽ ra trước. Như vậy khi mà nó mở cái cửa này ra, tức là mở cái cửa đi tái sanh á, thì trong cái đám bò nhốt nè, con nào mạnh nhất nó vừa thấy mở cửa là nó càng nó đi ra. Thì cái con mà mạnh nhất đây đó là nó có thể là thiện, nó có thể là bất thiện. Cho nên chúng ta thấy này, một cái vị mà khi người ta đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì đây là cái thiện mạnh nhất. Cho nên là nếu như họ không phạm năm giới trong những cái, trong cái phần sau, phần sau của cuộc đời của họ đó, thì chắc chắn là khi cái này thân hoại mạng chung đó, thì cái con bò trắng này nè nó sẽ ra liền, và người này sẽ tái sanh lên cõi trời, cõi trời sắc giới. Nhưng mà nếu như trong cái quá trình mà họ đã đạt được ngũ thiền, họ được có cái thần thông, nhưng về cuối đời họ đó, họ là tạo cái những cái ác nghiệp này rồi, thì cái ác nghiệp này mạnh, cho nên là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân nó sẽ có mặt ở đây. Nó có mặt ở đây mà nó lại có mặt như thế này, nó có mặt ở đây nó để rất mạnh, mà nó để đứng gần cái cửa này. Như vậy những cái con bò nào mà nó mạnh mà nó lại gần cửa thì nó sẽ ra trước. Mà cái con bò mạnh á, mà nó kẹt ở bên trong, nó chưa đứng gần cái cửa này, nó chưa có ra được. Thì đây là cái trường hợp của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đã đắc ngũ thiền, đã có thần thông, nhưng mà cái ác nghiệp suối vua a xà thế giết cha, ác nghiệp là coi như là muốn giết thầy của mình, mà lại là đánh toàn giác. Cho nên cái giờ cuối đó thì cái nghiệp bất thiện này nó mạnh quá, mà nó đứng gần cái cửa, cho nên nó ra trước, nó đi xuống địa ngục.
Hoặc là tại nơi cái cửa này, tuy cái nghiệp của nó yếu, nhưng mà mình đứng ngay cái cửa này thì nó cũng là ra trước. Nó ra trước. Thí dụ như một cái cậu công tử, con của một cái, con của một phú hộ, ông này có đứa con trai duy nhất mà cưng lắm, cưng lắm, nhưng mà cưng thì cưng chứ tiền không có đưa ra, cho nên con bệnh á không có cho tiền uống thuốc. Cái cậu công tử này cứ bệnh trì bệnh trệ như vậy mà cha không có sức tiền uống thuốc, còn mẹ muốn cho uống gì nữa thì cho, chứ còn ông cha thì cưng lắm, một đứa con thương thương dữ lắm nhưng mà không có sức tiền ra. Rồi bây giờ thay khi thấy cái đứa con nó sắp chết rồi đó, thì ông cha lại nghĩ vậy, nếu mình để nó trong nhà đó, rồi bà con xóm giềng ta tới ta thăm, thì vô thì dòm ngó cái nhà mình nữa, cho nên thôi bà đưa nó ra ngoài mái hiên nó nằm đi, ai có tới thăm thì thấy ở bên ngoài, không thấy trong nhà của tôi, nó có chết cũng cho nó nằm ngoài đó đi, thương con lắm à, chứ không phải không thương đâu nghe, nhưng mà thương tiện hơn con, chỉ có vậy thôi. Thì mới khiêng cái cậu công tử này mới để ở ngoài cái mái hiên đó. Thì cái phước của cậu công tử này bây giờ cuối cùng đó là nằm ở trên giường đó mà cũng không có quay mặt ra ngoài nổi nữa, nhưng mà quay vào trong, mà do phản chiếu cái ánh nắng phản chiếu trên cái vách nhà mà không biết bóng loáng hay sao thì mình không hiểu, thì thấy cái y vàng của Đức Phật, thấy cái y vàng của Chư Tăng. Và cái giờ đó thì cậu công tử ra đi và tâm rất là hoan hỷ, cậu muốn đảnh lễ Đức Phật. Cúng dường thì không dám nghĩ tới, đây không có cái gì để cúng dường rồi, muốn đảnh lễ Đức Phật lắm mà không có thể nào quay cái mặt ra, không có thể nào bước chân ra để đảnh lễ, nhưng mà trong tâm nó hoan hỷ để đảnh lễ Đức Phật. Thì cái giờ cuối cùng đó nó lại là tái sanh lên cõi trời, thân ngoại mạng chung là tái sanh lên cõi trời. Nó mới xuất hiện, người đó xuất hiện. Thì đó, khi nó xuất hiện vậy nó có thể yếu, yếu. Mà cái chỗ này nó cũng có thể mạnh, nhưng mà nó không có bằng những cái nó lặp đi lặp lại trên này, mà nó đứng gần cái cửa thì nó cũng là ra trước. Thì cái này nó mới xuất hiện cho nên nó yếu. Hoặc là chúng ta thấy là cái vị hoàng hậu Malika, thì cái giờ lâm chung đó, cái lúc mà cận tử đó, nhớ lại mình có nói dối với đức vua, thì người này đó là có 7 ngày đọa kiếp sanh vào cái cõi cầm thú, thì nó cũng xuất hiện đó, rồi nó tái sanh. Cho nên là cái công thức nó sẽ là như thế này. Cái công thức nó là gieo cái nhân nào, gieo nhân nào thì đó gặp quả ấy. Gieo nhân thì gặp quả, gieo nhân lành gặp quả lành, gieo nhân xấu gặp quả xấu. Cái công thức nó là như vậy. Nhưng chúng ta không có thể nói rằng đời này mình gieo nhân lành là nhất định khi thân ngoại mạng chung mình gặp quả lành. Tại vì cái dòng nghiệp mình nó đi từ vô lượng kiếp. Sư cô trước đây có giải thích đó, là thí dụ như một cái em mà nó thi cái lớp 12 này, cái điểm của nó là cao vượt trội, nhưng mà cái trường đại học nó chưa có nhận vô đâu, nó cũng phải xét học bạ từ trước, coi cái này cái điểm thi này có bị sửa không, có chung tiền để đổi lên không, ha. Cho nên phải xét học bạ từ trước, không có thể nào bất ngờ một cái đó mà nó trở thành thủ khoa, khi trước đây nó học là trung bình, dưới trung bình mà bây giờ nó thủ khoa, cho nên người ta phải xét lại cái này. Thì trong cái tái sanh của mình cũng vậy, nó phải đi từ vô lượng kiếp cho đến cái cận tử thì nó mới đưa đến cái tái sanh. Thì cái dòng nghiệp nó dài lắm, nó mạnh lắm, nó trở thành cái lực, và lần trước sư cô giảng nó là hùng lực hay là ma lực đó, thì cái giờ đó nó mới hiện ra. Chứ không không có phải nhất định là nói trong nhất định gieo trong hiện kiếp là gặp trong hiện kiếp, không có thể mà nói vậy được. Nhưng mà cái luật chung đó, gieo nhân nào gặp quả đó, còn nó dị thời nhi thục, tức là
nó tùy theo lúc, tùy theo nơi, tùy theo cái điều kiện nó kết lại mà nó trổ sanh liền hay không trổ sanh liền. Cũng như có những cái nó lặp đi lặp lại từ tiền kiếp rất là nhiều, kiếp này nó lặp lại, nó đủ cái đỉnh điểm, nó chín mùi dĩ thục rồi, nó phát triển rồi. Còn có những cái nó làm tài trời nhưng mà nó chưa, nó còn chờ lặp đi lặp lại, chờ đi lại. Cho nên mới nói nghiệp là thói quen, tức là nó sẽ lặp đi lặp lại. Và khi chúng ta tiếp nhận cái quả, chúng ta sẽ thấy những quả này lặp đi lặp lại. Và cái đó là cái mà chúng ta có thể nhận ra. Lặp đi lặp lại, quả cũng lặp đi lặp lại, mà cái nhân nó cũng lặp đi lặp lại. Cái lý do nó nằm đây. Lý do là khi mà chúng ta khởi lên một cái dòng tâm thức đó, mà nếu như cái cảnh của nó là rõ, không? Cái cảnh của nó là lớn, thì quý vị thấy là bảy cái động tác này nó lặp đi lặp lại 7 lần, không? Mà 17 sát na này, 17 cái sát na, thì có 7 cái sát na này lặp đi lặp lại, lặp lại. Nhưng 17 sát na, trong khi đó một giây đồng hồ thì nó 250.000 tỷ. Vậy có khi nào chúng ta buồn có một giây không? Có khi nào cái buồn chúng ta không có lặp lại không? Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là những cái động tác này nó sẽ có cơ hội lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và như vậy nó lặp đi lặp lại thì quả của nó cũng sẽ trổ. Nó đi bằng con số rất là rõ ràng. Như vậy mới nói là cái thói quen. Vì cái tánh nóng của mình nó sẽ lặp đi lặp lại mà. Mình biết thì nó cắt một chút, nhưng mà rồi nó vẫn lặp đi lặp lại. Rồi nó cắt một chút, rồi nó vẫn lặp đi lặp lại. Cho nên nó mới trở thành gọi là cái tập khí, nó trở thành cái cá tính của mình. Mình biết nó, nhưng nó đâu có coi mình ra gì đâu. Khi cái tập khí nó khởi lên là nó đi trong cái ma lực của nó. Mình biết nhưng mà mình không có thắng lại được. Nhưng mà cái phước báu của cái trí tuệ của mình á, mỗi lần nó biết là nó xuyên thủng qua. Và cái này sư cô giảng rồi, lặp đi lặp lại. Khi mà những cái tốt cũng như những cái xấu của mình, đặc biệt là những cái xấu của mình á, là khi nó khởi lên á, nó hình thành nó giống như là một cái miếng xương sa vậy. Nó đi cả một cái dề đặc nghịch của nó trong đó. Nhưng mà mỗi lần mình trông thấy á, giống như mình lấy cái lưỡi lan á, mình cắt, thì nhìn là không có gì, nhìn coi như là không có cái vết tích gì hết, nó cắt rất là mỏng. Nhưng mà cái tác dụng của nó là khi mình đỡ nguyên miếng thì nó bể. Chị hiểu chưa? Thành ra cái tập khí của mình, cái tánh mà nóng nảy của mình, tánh dữ dằn của mình khó mà thay đổi. Mà nó lên một cái là cái ma lực của nó đi, mình không có dừng nó nổi đâu. Nhưng mà khi mình thấy biết nó cắt vậy để làm chi? Để trong các cái tầng của nó, khi mà nó di chuyển đó, thì nó có ba cái tầng cấp. Khi cái sân nó nổi lên thì cái nó lên cái mức thứ hai đó là nó là sân độc, và lên tới mức thứ ba đó là cái sân ác. Thì khi mà chúng ta dùng cái khả năng mà chúng ta thấy biết như vậy đó, thì cả một cái dê đây nè, đó, tánh sân mình nó nổi lên đó, nó nóng nảy nổi lên á, thì mỗi lần nó thấy biết gì là nó cắt ra, thấy biết nó cắt nè, nó thấy biết nó cắt nè. Nhưng mà vết cắt đó là cái lưỡi lam rất là mỏng, cắt cái miếng xương xa, nhìn không thấy, thấy nóng vẫn nóng, dữ vẫn dữ, nhưng nó cắt bớt. Và nhờ cái thấy biết này mà nó có lên tới cái độc, nhưng mà khó lên tới cái ác. Còn nếu không á, nó bùng một cái là nó đi mãnh liệt lên. Cho nên là ba tầng cấp này là cuối cùng cái nó chiếm lĩnh ở nơi đây, và nơi đây nó thành ra cái kiết sử, tức là nó thành một cái lực mà nó điều khiển thân tâm của chúng sanh này luôn. Bởi vì chúng sanh này bị cái tánh nóng, bị cái tánh dữ của mình nó chi phối,
nhưng mà không thấy biết, mê mờ để mà hợp tác với nó, thành ra nó bùng lên, không có cách gì mà làm cho nó lui sụp. Cho nên ác nghiệp dễ tạo ra. Còn khi chúng ta sử dụng cái này, chúng ta thấy biết nó thì nó vẫn vậy. Cho nên mình học, mình hiểu, mình có kiến thức, mình thấy, nhưng mà mình thấy rõ rằng mình vẫn thua cái tánh nóng của mình. Nó vẫn thắng mình như thường, nhưng giờ đây nó không có thắng 100%, nó thắng có 99,9% thôi. Tại vì chúng ta có cắt nó. Bây giờ chúng ta gia tăng cái này lên thì nó lần lần, nó lần lần, nó khích lần, khích lần. Cái chánh niệm chúng ta nó khích khao lần thì nó sẽ có cái lực của mình. Cho nên chúng ta cứ phải cố gắng hoài. Mặc dầu chánh niệm thì ít mà thất niệm thì nhiều, nhưng chúng ta đây không nản lòng. Mà chúng ta hãy nói thế này: có một chánh niệm là mừng một chánh niệm, có hai chánh niệm là mừng hai chánh niệm. Gặp một bữa đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn. Cứ làm cái điều là cứ sáng suốt để mà thấy. Mừng là trước đây mình nóng, chỉ có nóng lên thôi chứ không có nó xuống. Bây giờ nó có bớt chút xíu xíu à, chút xíu xíu à, chút xíu xíu, nhưng có bớt. Chúng ta lạc quan ở cái chỗ đó. Cho nên thường sư cô nói từ cái lúc mà mới bắt đầu giảng cách đây 13 năm á, khi mà giảng về tham sân si, thì sư cô luôn nói là hãy bắt đầu và hãy bắt đầu. Mình chánh niệm rồi mình lại thất niệm, nhưng chúng ta lại bắt đầu chánh niệm, rồi nó lại thất niệm, chúng ta lại bắt đầu chánh niệm, chúng ta không mệt mỏi. Thì như vậy chúng ta kiên trì, thấy không? Mình tinh tấn, mình cần mẫn, mình sáng suốt, thì từ từ cái năng lượng này nó mạnh. Và đâu thể tu có một kiếp, không tu được một kiếp đâu. Mình cứ nhìn, nhìn một chuyện thôi, nhìn cái tánh nóng của mình thì mình biết còn tu bao lâu. Mình nhìn cái tánh nóng của mình thì mình biết mình sẽ còn luân hồi bao nhiêu. Cứ chân thật nhìn mình đi, rồi mình sẽ thấy. Bởi vì không dễ gì chúng ta ra khỏi cái tập khí này. Cái tập khí này khi nó khởi lên, quý vị thấy nó quyến khích khao, bảy cái động tác này nó đi với nhau. Và khi mà nó bắt đầu đó, nó bỏ cái lỗ ngủ của nó, nó qua cái lỗ ý thôi đó, thì nó sẽ, những cái động tác này nó nối với nhau, đi rất là nhanh. Nó chỉ khai mở cái ý môn ở chỗ này thôi, nó không có cái phần trên nữa. Nó khai mở cái ý môn này, nó bắt đầu động tóc, khai mở ý môn, bắt đầu động tóc, khai mở ý môn, bắt đầu động tóc, thì cái lực của nó cuồn cuộn lên. Thành ra khi nó gieo xuống, nó gieo cực mạnh, và nó bung ra rất là nhiều. Bây giờ chúng ta thu hồi nó lại rất khó, nhưng mà phải thu hồi, phải làm cho nó suy yếu đi, thì chúng ta mới có thể đó là chiến thắng mình. Cho nên Đức Phật nói là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng mình. Mình đánh người ta dễ, mình đánh mình đau lòng lắm, không dám đánh đâu. Cưng mình quá, vì mình có cái tự ngã, mình có cái tự ái, mình tự yêu mình nhiều, mình chăm chế cho mình nhiều, mình tha thứ cho mình nhiều, mình bảo bọc cho mình nhiều, mình khen tặng mình nhiều, cho nên mình không dám tấn công mình, không dám nhìn nhận tất cả những cái lỗi của mình. Và hãy nhớ rằng những cái này là bệnh của tâm. Khi nào chúng ta nhận ra đây là bệnh của tâm thì chúng ta ráng chữa bệnh. Còn mình thấy đây là tánh mình như vậy thì nó không bao giờ mình có thể chữa được cái bệnh của mình. Vì mình nói tánh mình vậy có nghĩa là mình xác định rằng tôi không thay đổi đâu, thì vậy mình nuôi cái bệnh này. Và những cái bệnh về tâm đó, nó cũng là một cái dạng của cái ung thư đó, gì nó không có thuốc chữa. Không có thuốc chữa thì con đường thoái đổi nó đấy. Và chúng ta phải trả cái giá này để học những bài học. Con đường tâm linh là con đường của những cái bài học. Và chúng ta có mặt trên thế gian này nè, tất cả những cái nhân quả mà chúng ta tiếp nhận quả và chúng ta ứng xử đây là một cái bài học về tâm linh.
Chúng ta học từ đó một bài học về tâm linh. Trong khi đó những cái quả trổ xanh đó là chúng ta lấy từ đó là những cái cảm thọ của mình. Nếu mà cái quả lành đó thì cái hỷ lạc nó dâng lên và chúng ta hưởng cái hỷ lạc đó. Nếu đây là cái quả không lành thì chúng ta bị những cái cảm thọ mà sầu ưu khổ não nó quậy trong tâm của mình. Chứ mình không có nhìn tất cả những cái quả lành, tất cả những cái quả bất hạnh là bài học về tâm linh. Khi nào mà chúng ta lấy đó là cái bài học về tâm linh thì chúng ta đang đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn khi nào mà chúng ta nó hưởng thọ, mà chúng ta hưởng những cái cảm thọ đó để chúng ta đã dính vào trong cái cảm thọ hỷ lạc và chúng ta muốn sống trong hỷ lạc, và tất cả những cảm thọ bất hạnh đó làm tăng cái sự đau khổ chúng ta, thì cái thế gọng kìm này nó siết cái cuộc đời của chúng ta đi trong luân hồi. Nó giống như là hai cái thằng kem nó kè một bên vậy, muốn quẹo đâu cũng được, nó biểu quẹo bên này thì quẹo bên này, biểu quẹo bên này là quẹo bên này. Không khi nào chúng ta có thể thông dong tự tại được khi mà chúng ta không coi nó là những cái bài học về tâm linh để chúng ta tiến qua. Cái nhìn, cái suy nghĩ của mình đó, phải là cái nhìn, cái suy nghĩ mà chư Phật từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ đã có cái nhìn như vậy. Vì chúng ta là Phật tử, chúng ta là con Phật, chúng ta phải tập cái cách nhìn đó, chúng ta học cái cách nhìn đó, chúng ta ứng dụng vậy và chúng ta cứ tái đi tái lại trong tâm của mình cái cách nhìn như thế thì chúng ta mới thoát được. Khi nào cái vị này là thấy một cái phần chắc chắn vậy, nhưng mà nói rằng là cái đó là đều có cái quả báo ác hạnh như thế, thì Đức Phật đây mới trình bày thôi chứ chưa có đưa cái ý kiến của mình ra. Cái phần sau thì chúng ta sẽ thấy, ở đây sư cô nói trước để cái phần dưới đó là mình từ từ mình sẽ đọc, mình hiểu rõ hơn rồi mình thông qua cái bài này dễ dàng. Nên nãy sư cô có nói quý vị vòng tròn cái chữ đều lại, cái chữ đó chính là cái mà làm cho Đức Phật không có chấp nhận đó. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí họ thuộc về tà trí. Như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Tức là cái kết luận của cái vị trời này đó, kết luận của vị trời này nói rằng đó, phạm giới thì tái sanh vào cõi khổ, và cái người mà tạo ra cái ác nghiệp thì chắc chắn là có quả xấu. Như vậy những ai mà phạm giới, những ai tạo ác nghiệp thì khi thân hoại mạng xung đó thì đều tái sanh vào cõi khổ. Chữ đều nằm đây. Nhờ như vậy đó, nếu mà cái người nào biết như vậy mới là chân chánh, mà biết khác đi đó là cái người mà coi như là cái nó có cái tà kiến, nó có cái tà trí ở trong chỗ này, tức là hiểu không đúng, hiểu không sai. Và nói là chỉ có như vậy nè, tức là cái phán quyết này nè, nó mới chân thực, còn ngoài ra đều là không đúng hết. Chỉ hư vận đây, tôi nói là có nghĩa là nó vô ích, hiểu vậy là vô ích, hiểu vậy không có giá trị gì hết, không có ích lợi gì hết. Thì cái chữ hư vọng ở đây nó có nghĩa vậy, là vô ích, là không có giá trị gì hết. Thì cái chính cái chữ đều này nó sai, chứ không phải cái chuyện mà ác nghiệp có quả xấu là sai. Gieo nhân nào gặp quả ấy là đúng, nhưng nó trổ khi nào thì cái chuyện đó nó có cái nối kết của nó trong cái đời sống tâm linh, chứ không phải là nó bắt buộc đó là gieo cái quả nào thì lập tức cái quả đó phải trổ y thì như vậy, đúng thời đúng lúc như vậy, không phải vậy. Nó chia ra làm nhiều cách. Ở đây này Ananda, có sa môn hay bà la môn nào nhờ nhiệt tâm tinh tấn, vị ấy thấy có người sát sanh lấy của không cho, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Thì như vậy chúng ta lại thấy một cái vị thứ hai là một cái, cũng là một cái bậc
mà đắc thiền định. Thì vị này đó phải đắc thiền định này tới ngũ thông thì mới thể có thần thông được. Và khi có thần thông nói vị này thấy rõ ràng nè, thấy cái gì? Thấy cái người này đó là thấy có người mà phạm giới, tức là sát sanh nè, thấy của không cho nè, nhưng mà lại là sanh vào cái gì? Sanh vào cái cõi nhà, sanh vào cái thiện thú. Tức là đây là nói là cái nghịch lý, tức là một cái người phạm giới mà sinh vào trong cái cõi nhàn này. Vì vậy nó là nghịch lý, bởi vì cái quả của nó không tương ưng với cái nghiệp của nó. Thì đây nó nằm trong cái phần số 2. Và chính cái vị trời này thấy rõ ràng như vậy đó, thì vị ấy nói như vậy: thật sự không có những ác nghiệp và không có quả báo ác hành. Như vậy vị này xóa bỏ cái gì? Phạm giới mà sanh vào cõi nhà, thì như vậy đó là không có ác nghiệp, cũng không có quả báo của ác nghiệp. Cái vị thứ nhất thì thấy là có ác nghiệp và có cái quả của ác nghiệp. Nhưng cái vị số 2 này nè, bậc đắc đạo số 2 này đó, thì thấy là không có ác nghiệp, không có ác nghiệp và cũng không có cái quả báo của ác nghiệp. Vậy vị này chủ trương cái gì? Không có nhân quả gì hết. Tôi rõ ràng tôi ở trên cõi trời, tôi thấy mấy người phạm giới, mấy người làm điều ác không mà vẫn sanh cõi trời rõ ràng. Thì như vậy làm gì có ác nghiệp, mà làm gì có quả của ác nghiệp. Nếu có quả của ác nghiệp thì mấy người này nó phải ở dưới cái cõi xấu ác á, chứ làm sao mà nó lên cõi trời được. Nhưng mà rõ ràng trên cõi trời có mấy người này. Như vậy thì tôi tuyên bố rằng không có ác nghiệp và không có quả của ác nghiệp. Thấy đúng một cái thực tế, nhưng vì do không có hiểu cái sâu xa của nghiệp, cho nên người này đi tới cái chỗ đó là coi như là không có nhân quả. Thì quý vị thấy tà kiến là bị trời rồi kìa. Chúng ta đã học cái bài kinh mà về cái bài kinh Phạm Vọng đó, thấy không? Chúng ta thấy chính những vị trời, những vị này thấy đúng sự thật, nhưng mà cái kết luận nó lại là không có phải là thể hiện một cái chân lý về tâm linh. Thấy đúng về sự thật nhưng mà cái phán đoán này nó lệch lạc, đi tới cái chỗ không có nhân quả. Còn vị này đó là có thấy, có nhân rõ ràng, có quả rõ ràng, nhưng mà đi kết luận rằng là tất cả những cái nhân ác thì chết rồi liền tái sanh vào cõi ác. Nó đúng có một phần thôi, còn những cái phần khác chưa nói hết, nhưng mà lại quyết rằng cái đó là cái chân lý, thành ra nó phiến diện. Cái này là không có nhân quả, cái phần số 2 này không có nhân quả, còn cái phần trên là phiến diện. Vị ấy nói như sau: chắc chắn tất cả mọi người sát sanh lấy của không cho, sau cái thân hoại mạng chung đều được sanh vào thiện thú thiên giới cõi trời này. Thì như vậy vị này đi kết luận nè, người mà tạo cái điều ác á thì khi chết rồi đó đều sanh lên cõi trời hết á. Làm ác nhưng mà cuối cùng cũng sanh vào nhàn cảnh hết, đều sanh vào nhàn cảnh. Là quý vị thấy cái tà kiến nó nặng chưa? Thứ nhất là phủ nhận nhân quả. Cái thứ hai đó là lại đưa ra một cái điều mà cực kỳ sai lầm nữa, làm ác dẫn lên cõi trời. Giống như thế gian, làm ác lấy tiền mua công lý. Đi ra trước tòa mới nói là tòa cũng châm chế giùm cho tôi, tại vì tôi còn mẹ già, tôi còn con nhỏ. Mà dưới nói một câu vậy: tôi bị giam 3 năm rồi, vợ tôi mới sanh có 9 tháng. Tôi thấy mua công lý chưa? Bị giam 3 năm trong tù mà con còn nhỏ, vợ sanh có mấy tháng? Ủa, ở tù sao vợ sanh?
Thì quý vị thấy rõ ràng làm cái điều ác mày vô tù ăn cơm nhà hàng không? Vợ cũng vẫn sanh đều đều. Cái đó là người ta mua mà, dùng tiền để mua cái công lý. Nhưng mà lưới trời không có mua được. Cho nên cái phán quyết này không đúng. Phán quyết này thuộc về tà kiến. Và chúng ta nhớ rằng một vị trời mà đưa ra những cái phán đoán này, làm thành những cái tuyên bố này, cái tà kiến này khi hết phước, vị trời này cũng có thể rơi xuống địa ngục bình thường. Cho nên tại sao mới nói rằng đó là Đức Phật là thầy của chư thiên và loài người. Vì cái phước báo mình sanh lên cõi trời do mình giữ giới, do mình hành giới, do mình hành thiền, đắc thiền. Nhưng mà trí tuệ nó không có phát sanh đầy đủ, khiến cho những cái điều mình thấy thật, biết thật rõ ràng, mà cái phán quyết mình sai lầm nó lôi cuốn theo những cái suy nghĩ sai lầm khác, nhất là suy nghĩ sai lầm từ bản thân của mình, thì con đường thoái đọa là con đường tất yếu phải xảy ra. Cho nên mới nói là cái trí tuệ tâm linh này đứng hàng đầu. Thành ra chúng ta đây được tái sanh lên cõi trời thì đó là cái mừng thôi, chứ chưa phải là cái đỉnh cao. Rồi tái sanh lên cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới cũng là cái mừng trong cái tiến hóa về tâm linh của mình thôi. Nhưng nó chưa phải là cái đỉnh cao. Cái đỉnh cao của nó vẫn là trí tuệ. Bởi vì khi chúng ta sơ sẩy một chút thì cái diện thoái đọa là bình thường. Mình nổi sân đùng đùng ngày này qua ngày khác chưa có sao hết đó. Chớ mà ở trên cõi trời mà đùng đùng lên cái là cái sắc này nó héo úa liền, và cái nhà cửa giường cây nó héo úa liền, là lập tức thoái đọa tức khắc. Cho nên ở cõi người nó giận đùng đùng, nó tích lũy lại thôi chưa. Chừng mà lên cõi trời rồi đó mà nó đùng đùng lên nữa thì nó rớt xuống lẹ lắm. Nên đừng tưởng rằng chúng ta lên được cõi trời đó là cái đỉnh cao đâu. Không có. Đỉnh cao của nó là trí tuệ. Đỉnh cao của nó không phải là cái cõi của cái phước báu. Phước báu là một phương tiện. Nếu phương tiện này đó giúp cho cái trí tuệ chúng ta phát sanh lên thì như vậy là chúng ta xử lý đúng. Còn chúng ta lấy cái phước báu này làm cái đỉnh cao của cái sự thọ lạc thọ hỷ của mình thì chúng ta vẫn đi trong con đường tham dục. Tham dục nâng cấp mà thôi, không có khác đâu. Rồi chúng ta ráng chút xíu nữa. Vị nói như sao? Chắc chắn tất cả những người sát sanh lấy của không cho, vân vân, có tà kiến, sau khi thân ngoại mạng chung đều sanh vào thiện thú. Sai lạc quá. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí họ thuộc về tà kiến. Như vậy quý vị thấy không? Xác định cái sự hiểu biết sai lệch này, nó là một cái sự hiểu biết chân chánh. Còn ai mà hiểu khác cái chỗ này đó là cái người thuộc về tà kiến. Một cái phán quyết kinh khủng. Mà chúng ta nên nhớ rằng khi một cái vị trời mà phán quyết như thế này là cư dân trên trời để nghe hết. Cư dân trên trời nghe. Và những cái chúng sanh mà thuộc về người đó mà thấy một cái vị trời phán quyết vậy cũng kinh. Và những cái chúng sinh này nè, những cái chúng sinh mà trong cái cõi khổ nè mà nghe vị trời phán quyết thì cũng tình, thì nó phải đọa. Và chúng ta nhớ là về cái tâm linh đó, mình nói sai không có xin lỗi được, mình nói sai đó không có xin tha thứ được. Tại vì khi mình nói sai, tâm mình nghĩ sai, con đường đọa lạc là con đường của chính mình. Cho nên không có phải là bất cứ một cái học thuyết nào hay là những người nào nhìn thấy cái gì đúng đắn rồi phát biểu nó thành cái chân lý đó mà đem phổ cập quá, đem đưa ra như vậy tưởng là có phước, nhưng mà không phải đâu. Cho nên quý vị thấy sư cô nói hoài, ấn tống là có phước, nhưng mà không phải ấn tống cái gì cũng có phước.
để xem xét kỹ lại mấy ấn tống, còn không rất là nguy. Có những người liều mạng cho tới vậy, là bản thân mình chưa đọc cái đó mà dám ấn tống. Rồi bây giờ tiếp theo cái ông trời này ông nói nè: như vậy điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ. Ở đây vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố, chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng. Tức là cái lời phát biểu của vị này đó, thì vị này nói đây mới đúng là cái chân lý này, sự thật đây là cái sắc giá đây nó mới là chân lý đi, còn ngoài ra nó không phải là chân lý. Vì thấy kinh khủng chưa? Một cái tà kiến xác quyết một cách mạnh mẽ, một cách rõ ràng, nguyên do vì mình thấy thật, biết thật, nhưng phán đoán không đúng. Nhớ nha, không phải cái gì mắt mình thấy, tai mình nghe rõ ràng đúng sự thật vậy mà phán quyết của mình là đúng. Phán quyết chỉ có đúng khi nào chúng ta có trí tuệ. Cho nên mình phải hết sức là thận trọng, gạn lọc ra. Thôi hôm nay chúng ta tạm ngừng ở đây.